Xin chào các bác. Hôm nay nhà hàng xóm sẽ làm món chân giò hầm măng. Đây là món ăn phổ biến trong ngày Tết của người Việt. Để làm món này, nguyên liệu gồm có một cái chân giò, hai lạng nấm hương, 3 lạng măng khô. Măng khô sẽ được em ngâm qua nước vo gạo trước khi luộc nhé. Nấm hương thì đơn giản hơn rồi. Chúng ta chỉ cần ngâm qua nước ấm một lúc để cho nấm hương nở và bền hơn nhé. Bây giờ em sẽ làm sạch lại cái măng và nấm của mình các bác nhé. Người ta bán măng này thường hay bôn gian bán đận mà các bác, cho nên là người ta sẽ cắt già hơn một chút. Vì vậy mình cũng đừng có tiếc, chúng ta cứ bỏ được một đoạn. Như vậy đến lúc miếng ăn bao giờ nó cũng sẽ ngon hơn. Em để cả miếng to vậy ăn cho nó thích. Chân giò sẽ được em chiên qua dầu nhé, để tạo cái màu vàng rất là rực rỡ cho món hầm của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cho chân giò đã chiên qua vào cái nồi nhé. Ui giời, có vẻ cái nồi này hơi bé. À, không sao, vừa vặn luôn các bác ạ. Đẹp chưa các bác? Chúng ta chế nước lọc vào các bác nhé. Hãy đổ ngập cái chân giò cho em. Giờ thì cho em vài củ hành khô đã nướng nhé. Bây giờ em sẽ cho măng vào để ninh cùng nhé. Bắt đầu đến cái giai đoạn quan trọng hơn rồi đấy các bạn. Vì vậy bây giờ em sẽ cho một thìa bột canh nhé. Nửa thìa mì chính. Thơm lên hấp dẫn lắm rồi các bác ạ. Chúng ta tiếp tục đậy nồi lại và ninh tiếp nhá. Giờ chỉ còn có việc ninh đến lúc nào mà chúng ta ưng cái bụng thì thôi. Đấy, đơn giản là chỉ có vậy thôi. Và bây giờ em sẽ cho một cái nguyên liệu mà cũng rất là quan trọng nhá. Đấy chính là nấm hương các bạn. Nấm hương thì chúng ta sẽ không bỏ trước mà phải đợi khi nào mà gần xong chúng ta hãy bỏ. Thì đấy, món canh của chúng ta sẽ thơm cái mùi nấm hương. Còn nếu chúng ta bỏ trước mà ninh quá là nhiều ấy thì nấm hương sẽ bay hết vị các bác nhé, bay hết mùi các bác nhé. Em sẽ cho thêm nửa thìa nước mắm để hoàn thành món ăn của mình các bác nhé. Như vậy là em đã hoàn thành món canh của mình rồi. Bây giờ em sẽ cho ra bát để đi ăn cơm các bác nhé.
Trông món canh rất là hấp dẫn phải không các bác? Ăn món này đương nhiên là phải cần có kéo các bác nha. Chúng ta cắt cái miếng thịt ra rất là mềm. Đây, em cắt thử ra để cho các bác xem cái. Ui giời, mềm bươm các bác ạ. Kèm với rau, em gắp lại rất là thơm và mềm các bác ơi. Em mời các bác nha. Tuyệt vời. Măng cũng vậy các bác ạ. Tuy nhiên miếng măng là chủ trương của em là phải để miếng to, gắp ăn nó với đã đó. Đấy không các bác. Em mời các bác nha. Măng giòn sần sật, rất là thơm, có cái độ béo của chân giò vào nữa. Tuyệt vời lắm các bác ạ. Các bác hãy dành thời gian nấu cho những người thân yêu trong gia đình mình nhé. Chúc các bác thực hiện thành công. Bye bye.